Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh và như tiêu đề của video của hôm nay tôi sẽ xin xin chia sẻ với mọi người về quan điểm cá nhân của tôi về tình hình bất động sản giờ trong và sau khủng hoảng kinh tế. Như chúng ta đã biết thì toàn thế giới không chỉ riêng Việt Nam mà toàn thế giới đang trải qua một cái cơn khủng hoảng kinh tế và bất động sản cũng tương tự như thế. Nó và cái cơn khủng hoảng kinh tế này nó nó nằm ở tất cả các ngành nghề luôn và nói riêng tại Hạ Long thôi thì không tại Việt Nam và tại Hạ Long thì năm nay thì du lịch cũng rất là vắng cũng cũng không được như mọi năm và trên bình diện cả nước thì ngoại trừ một số ngành như kiểu nông sản kiểu sầu riêng sầu riết có những ngành đặc thù còn lại là những ngành kiểu xây dựng hoặc là những cái ngành kiểu sản xuất may mặc rồi xuất khẩu điện tử thì cũng đang làm ăn rất là kém và bất động sản thì thôi không phải nói mọi người biết là rất là tệ thì bây giờ sẽ làm một bài tôi sẽ chia sẻ quan điểm tôi về một cái chủ À, về cái trong thời gian tới ví dụ ở à, thời gian tiếp theo thì bất động sản ở Hạ Long Quảng Ninh thì nó sẽ diễn biến theo cái chiều à, như thế nào bởi vì hiện giờ thì nó đã tạ đến mức không thể tệ thêm được rồi không chỉ mỗi Hạ Long cả nước thì thì chúng ta sẽ xem là nhận định là từ cuối năm hoặc trong năm sau năm kia nó sẽ như thế nào ừ, trong cái bối cảnh mà tình hình mà sắp tới trong tương lai ấy, thì sớm nó sẽ là tại Việt Nam thôi bất động sản muốn mà tăng giá mà muốn phát triển thêm ý, thì nó sẽ phải bám theo nhu cầu thực có nghĩa là nhu cầu ở thực của người dân nhu cầu thực là nhu cầu để ở hoặc là nhu cầu để làm việc hoặc là nhu cầu du lịch của người dân có nghĩa là nhu cầu ở và có nghĩa là nhu cầu theo bám theo nhu cầu của người dân và nó sẽ là cuộc chiến để thu hút người dân đến giữa các địa phương với nhau thì đấy tôi, tôi đánh giá là như thế thì ở Việt Nam thì hiện giờ nó có những cái tỉnh mà nó sẽ làm rất tốt cái 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 điều kiện này đó là Hà Nội và Hồ Chí Minh thì hai hai cái đây là hai cái hai cái rốn để hút nhân lực của toàn toàn quốc rồi hai thành phố lớn nhất nước và dẫn đầu cả nước thì luôn luôn là dân số đổ vào đây sẽ đông ngoài ra chúng ta có Đồng Nai ở trong miền Nam Đồng Nai Bình Dương ở trong miền Nam và Hải Phòng ở miền Bắc thì hai ba cái chỗ này thì nó là những cái cụm công nghiệp những được quy hoạch để phát triển thành những vùng cảng biển nông nghiệp cực kỳ sầm và nó và ba cái địa phương này họ làm rất tốt về hút dân thì ngoài năm cái địa phương này ra thì quảng ninh mình uh, làm được cái gì để có thể hút được người dân về bởi vì uh, sau thời khoảng kinh tế là 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 thời điểm người ta phải đi làm việc chứ còn không phải là thời điểm mới đi đầu cơ nên là bất động sản bắt buộc phải bám theo những nhu cầu thực như thế thì chúng ta hãy điểm qua và Quảng Ninh thì sẽ có làm những cái điều gì à, đi vào Hạ Long đi Hạ Long đại diện Quảng Ninh đi, thì sẽ làm những cái điều gì để có thể thu hút được dân đến thì thu hút được dân thì nó sẽ có hai cái luồng dân một là dân luồng dân có nghĩa là dân đi rồi cái cái luồng traffic người đi lại thì nó sẽ là đại diện cho nên sản phẩm du lịch hai là thu hút dân cơ học đến thì nó sẽ đại diện cho dân đến ở thì nó sẽ phải phụ thuộc vào cái việc làm mà cái địa phương ấy tạo ra thì nói về thì đấy thì bám theo hai chủ đề đấy thì sẽ có ba cái lĩnh vực chính mà quảng ninh có thể đang đầu tư rất là mạnh một là về du lịch để kéo dòng người đến hai là về công nghiệp bởi vì là không có gì tạo ra kéo người đến làm công an việc làm nhiều như là công nghiệp cả bởi vì nó tạo ra công an việc làm luôn và ba là một cái rất quan trọng của nhà nước đấy là đầu tư công thì ba cái là du lịch này công nghiệp và đầu tư công thì sẽ là ba cái hướng phát triển chính mà Quảng Ninh sẽ đi theo để mà phát triển bất động sản để mà để mà thu hút người dân đến Quảng Ninh mà từ đó cũng làm tăng giá trị của bất động sản lên thì xem Quảng Ninh chúng ta sẽ làm những gì trong thời gian tới đầu tiên ấy là về du lịch thì chúng ta sẽ phải có thêm nhiều sản phẩm mới à, đây như quý vị có thể biết trong trong màn hình tôi là một cái bài báo rất là mới vào ngày thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023 đây là một cái sản phẩm du lịch mới, đấy là khai thác đường bay thương mại tuyến Tuần Châu – Cô Tô trong tháng 7. Đấy, một sản phẩm du lịch rất mới đúng không ạ? Hồi xưa đi Cô Tô chúng ta phải ra Vân Đồn này đúng không? Ra Vân Đồn chúng ta đi tàu cao tốc qua Cô Tô đi mất, từ Hà Nội đi cũng phải mất 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi. và từ Hạ Long đi phải mất tiếng rưỡi. Hiện giờ ấy, người ta bảo là đi mất chỉ mất 20 phút thôi. 20 phút thôi là đi từ Tuần Châu sang 20 phút thôi thì đây có nghĩa là một cái tôi nghĩ đây là một cái sản phẩm um, rất hay, rất là hay. đây nhất đi, đi từ đảo tuần châu, đi từ tuần châu rồi bay ra cô tô mất 20 phút thôi thì người ta có thể đi lại trong ngày luôn. hoặc là nhiều người ta có điều kiện bởi vì người ta có điều kiện ta đi dạo trong ngày luôn, người ta không phải mất thời gian chờ nữa. và đây là một cái sản phẩm tôi nghĩ là mang tính cách mạng đấy, có thể thu hút được rất nhiều người đến. không nhiều người bởi vì thủy vi cơ không chở nhiều người nhưng nó sẽ làm cái hình ảnh của quảng ninh nó đa dạng thêm sản phẩm du lịch rất là tốt ngoài ra thì chúng ta đang nghiên cứu và mở thêm bãi tắm trên vịnh hạ long rồi này đây là một bài bài báo ngày 13 tháng 5 thì mở thêm vào khu vực 250 trăm ha ở khu vực trà sản cống đỏ đây này tôi chỉ mọi người luôn đây là tuần châu nhé thì khu vực uh, đây cống đỏ nằm đây bên vịnh bãi tử long nó nằm một cái đoạn uh, vùng hà này cống thiên cảnh đây cống đỏ đây cặp la thiên cảnh sơn vùng hà này đây chỗ này nó nằm gần vừa nằm gần chỗ cột 8 vừa nằm gần chỗ bên cẩm phả luôn nhưng mà đây cũng là một cái bãi rất là rộng đây có rất nhiều bãi tắm tự nhiên hồi xưa ở ngoài vịnh mình có mỗi bãi tắm ti tốt ở cái đoạn chỗ này mỗi bãi tắm ti tốt ở đây ờ, hoặc là soi sim với cạnh những soi sim này bị cấm phép rồi sao ấy. thì cũng có mỗi hai bãi bây giờ thì mở thêm sang cả khu này nữa thì sẽ có nhiều bãi tắm ở vịnh hạ long hơn thì đây cũng là một cái sản phẩm mà tỉnh quảng mà hạ long và quảng ninh đã làm nỗ lực nỗ lực để mở ra để chúng ta có thêm sản phẩm Ngoài ra thì năm nay chúng ta đây là một bài báo vào đầu tháng 5 năm 2023 thì chúng ta cũng đang đề xuất cho xe du lịch tự lái từ Trung Quốc vào Quảng Ninh. Thì cái phương án này thì bên Hòn Gai Tourist thì họ cũng, họ cũng đề xuất triển khai và cái này 2018 thì chúng ta đã làm một lần rồi và đã có nhiều xe từ Việt Nam sang Trung Quốc và từ Trung Quốc sang lại Việt Nam thì tôi đánh đánh giá đây cũng là một sản phẩm rất là ok bởi vì nó mỗi như mỗi ngày 100 xe uh, không không quá 100 xe một ngày đấy thì uh, 100 xe nó sẽ có tầm uh, Ờ, tối đa 300 người gì đấy ba bốn trăm người gì đấy thì qua thì cái này cũng là một cái uh, không nhiều người không số lượng người thì du lịch nó không nhiều nhưng nó là một cái sản phẩm để thúc đẩy thông thương giữa hai bên và nó làm nó sẽ là một cái sản phẩm rất tốt để quảng bá hình ảnh của du lịch quảng ninh thì với ba cái sản phẩm ở trong năm trong năm hai nghìn ba quảng ninh trong chuẩn bị triển khai thì tôi nghĩ đây là một cái nỗ lực rất là ok bởi vì ngoài quảng ninh ra chưa có cái tỉnh nào mà là triển khai được đầy đủ những cái giải sản phẩm du lịch như này cả ngoài ra thì những năm trước thì chúng ta đã có những cái sản phẩm như kiểu tàu nhà hàng uh, trên vịnh vào ban đêm đấy kiểu kiểu ấy và rất nhiều du thuyền mới đã ra thì cũng cộng với những cái sản phẩm loại hình như này nữa thì chắc chắn trong tương lai quảng ninh mình sẽ thu hút được nhiều du lịch và tôi tin là uh, năm nay du lịch sẽ hơi chững thôi nhưng những năm sau thì sẽ với những cái loại hình này được đưa vào ra mắt thì chắc chắn là hình ảnh quảng ninh sẽ được lấy lại tương đối nhiều và khách du lịch sẽ tương đối tăng Uh, hy vọng nó sẽ làm bất động sản tốt lên đấy là những gì mà du lịch quảng ninh đang cố gắng để làm chúng ta sẽ chuyển qua bên uh, công nghiệp đi ở uh, đây là một bài báo từ tháng 10 2023 28 điểm là số cụm công nghiệp mới theo kế hoạch của tỉnh đến năm 2030 thì những, những cái cụm công nghiệp này sẽ tập trung lại các địa phương uông bí hạ long móng cái ba trẻ bình liêu thì cái này nó là mọi người phải đến những cụm cụm công nghiệp đấy thì mọi người biết là họ đang phát triển rất là tốt ví dụ như kiểu ở chỗ uh, uông bí thì có khu uh, amata thì uh, hai năm đây tôi thấy khu đấy xây dựng rất là nhiều nó là những cái có doanh nghiệp làm về pin mặt trời tấm năng lượng mặt trời hoặc là ngay cả khu công nghiệp đông mai thôi thì tôi thấy nhà máy bia hạ long cũng đã mở rộng và trong khu công nghiệp đông mai thì họ đã mở rộng họ đã xây thêm hai hoặc ba cái dãy nhà mới thì chắc chắn là sẽ có doanh nghiệp mới họ mới xây như thế ngoài ra thì mọi người có thể thấy là bên khu đô thị việt hưng ấy ở bên Thành phố Hạ Long ấy thì đây một bài báo này, thủ tướng xét thăm nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Skoda tại Quảng Ninh. Thì ngay tại Hạ Long thôi thì chúng ta đã thu hút được một cái dự án của một cái tập đoàn bên châu Âu đấy, tập đoàn ô tô Skoda và họ đặt nhà máy lắp ráp liên doanh với ô tô Thành Công để đặt một cái nhà máy lắp ráp tại đây với công suất dự kiến một nặng, mỗi năm có thể sản xuất được tối đa 120.000 xe. Và ngay tại Việt Hưng Hạ Long thôi thì bởi vì chính những cái mà công nghiệp như này thì sẽ là tạo ra rất nhiều công việc làm và từ đó là đẩy giá bất động sản lên cao và chúng và tôi nghĩ và công nghiệp sẽ là một cái trọng tâm một cái động lực để thu hút dân lao động đến đây thu tăng dân cư học và tăng giá bất động sản lên thì tất nhiên là ở Hạ Long và Quảng Ninh thì thu hút công nghiệp không thể bằng những địa phương khác được nhưng mà đó cũng thể hiện một cái nỗ lực là Quảng Ninh mình đang làm tất cả những gì có thể để làm phát triển được lên và với tôi thì tôi làm bất động sản thì cũng chỉ mong là chúng ta cứ thu hút được thêm một cái nhà đầu tư nào càng tốt cứ thêm được một nhà đầu tư thì càng tốt đấy, tất nhiên hy vọng như vậy còn sản xuất ô tô cũng là quách quá hải phòng một năm thu được bao nhiêu tiền tỷ Mà thu được cả nghìn tỷ mấy chục nghìn tỷ tiền, tiền 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 thuế của vinfast mà rồi và tiếp theo đấy là hạng mục, hạ mục đầu tư công thì chúng ta có mấy cái hạng mục đầu tư công này đầu tiên ấy, đây là một bài báo từ mùng 1 tháng 6 năm 2023 tăng tốc thi công đường tỉnh 342 nối Hạ Long Ba Chẽ có nghĩa là trước đấy thì chúng ta Hạ Long Ba Chẽ à, Hạ Long Ba Chẽ thì sẽ có tuyến Ba Chẽ Lạng Sơn luôn có nghĩa là đây là một cái đường liên tỉnh và nối kết nối hai tỉnh với nhau kết nối thành phố Hạ Long đến thành phố Lạng Sơn trước đấy thì chúng ta bây giờ chúng ta đi Lạng Sơn chúng ta phải đi mất hai tiếng rưỡi để trình nhanh nhất là chúng ta phải đâm đường cao tốc này xong rồi ra đến Tiên Yên rồi đi lên đi, đi, đi từ ngã ba Yên Than đi lên Đình Lập đến thành phố Lạng Sơn mất tầm 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng thì hiện giờ thì với cái tuyến đường tỉnh 342 cải tạo này thì chúng ta hy vọng sẽ rút ngắn được cái quãng đường, đường xuống còn 2 tiếng hoặc là đến 1 tiếng rưỡi thì đây là một cái đường là mới hoàn toàn và và xuyên thẳng qua rất nhiều những ngọn núi ngọn đồi và tôi nghĩ là sau khi mà cái dự án đường tỉnh 342 nối thành phố Hạ Long với huyện Ba Chẽ này xong và nối với thành phố Lạng Sơn xong thì nó sẽ làm thông thương giữa hai cái tỉnh núi này giữa Lạng Sơn và Võ Long thì chúng ta đi lại rất là khó rất là tiện lợi và đúng rồi đường đến đâu thì thì sẽ có con, người đấy sẽ có công ăn việc làm ở đấy mà nên đây cũng là một cái dự án mà tôi nghĩ là Quảng Ninh đang rất là quyết tâm triển khai rất là mừng tiếp theo đấy là cái dự án đường ven sông nối giữa thị xã Đông Triều với cao tốc Hạ Long Hải Phòng cái tiêu đề là ven sông giai một nguy cơ chậm tiến độ nhá cũng bài báo rất là mới thôi thì nói chung cũng rất là nhiều khó khăn bởi vì thiếu hụt đất này thiếu hụt vốn này giá cả nguyên liệu tăng cao rồi. nhưng cái đường, dự án đường ven sông này mọi người cứ thể tra Google đây là một cái tôi nghĩ là một cái dự án trọng điểm để rút ngắn quãng đường từ Đông Triều đấu nối và rút ngắn quãng đường từ thị xã Đông Triều Uông Bí vào cao tốc Hạ Long Hải Phòng và từ đó chúng ta có thể đi ra những cái điểm khác ví dụ tỉnh Hải Dương tỉnh Bắc Ninh rất là nhanh gọn và đây là một dự án dài 40 cây số và nó cũng chính là Tôi nghĩ là dự án này khi xong thì nó sẽ thúc đẩy kinh tế Quảng Ninh đi lên nhiều, thúc đẩy cái luồng đi lại và từ đó thúc đẩy bất động sản thôi, rất là đơn giản. Thì có nghĩa là đây cầu sông Tranh, đấy hạng mục mới cầu sông Tranh chưa xong và sẽ có rất nhiều tuyến đường mới sẽ được hiện sẽ có mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới và nó sẽ thúc đẩy giao thông không chỉ nội tỉnh mà từ các tỉnh khác đến Quảng Ninh, ví dụ như kiểu Hải Phòng rồi Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn đến Hạ Long và từ đó sẽ tạo ra nhiều công an việc làm thông thường rất là tốt và đường đến đâu thì đúng rồi sẽ công an việc làm đấy đất sẽ tăng lên đấy chắc chắn thôi hy vọng sẽ cái này sẽ vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành sớm bài báo này đi. đây cũng là một cái hạng mục đây nút giao hạ long xanh mà cầu cửa lục ba đấy thì đây thì nút giao hạ long xanh là nút giao giữa nối giữa cái đường ven sông mà tôi tôi bảo đấy với nút với quảng yên hạ long xanh đây là đây là muốn ra hạ long xanh nút giao đấy. đầm nhà mạc có nghĩa là trên cao tốc hạ trên cao tốc hạ long hải phòng thuộc địa bàn phần quảng ninh thuộc địa bàn của quảng ninh để hiện giờ đang có hai nút giao triển khai làm một là nút giao đầm nhà mạc là đi qua chỗ cầu Bạch đằng là đến đầm nhà mạc nút giao đầm nhà mạc này thì có một cái công năng đấy là thúc đẩy cái giao thông ở phía để cho cái khu công nghiệp quảng yên và nút giao hạ long xanh này thì là để đấu nối với cái đường ven sông giữa với thị xã Đông Triều đấy với, Đông Triều Uông Bí ngoài ra thì đây cũng có cả cầu cửa lục 3 sau khi xong cổng cửa lục 3 sẽ đến cầu cửa lục 2 nói chung là đầu tư công Ngoại Long đang triển khai rất là rốt ráo và có rất nhiều hạng mục sẽ sẽ được hoàn thành trong năm nay và năm sau thì đấy đấy cũng là một cái động lực để làm giá bất động sản tăng đúng rồi bởi vì là đường đến đâu thì giá bất động sản sẽ tăng đến đấy và tôi rất hy vọng là với những cái cố gắng nỗ lực của tỉnh quảng ninh trong thời gian tới từ du lịch cho đến công nghiệp cho đến đầu tư công thì bất động sản quảng ninh sẽ mau chóng là trở lại mau chóng tăng giá mau chóng trở lại và nhanh hơn so với các địa phương khác đấy thì hy vọng thì đấy là quan điểm cá nhân của tôi về tình hình bất động sản hạ long quảng ninh À, trong và sau đại dịch trong 1 đến 2 năm tới thì không biết mọi người có chia sẻ như nào thì có thể comment để có thể là tôi được ghi nhận Cảm ơn mọi người đã theo dõi video xin hẹn gặp lại trong những video lần sau Xin chào